Bạn bị bạn bè xa lánh, xã hội ruồng bỏ, bạn gái chê bai, gia đình chán nản. Chỉ vì bạn có một cái bè buối, bạn luôn ao ước sẽ có một cái tò buôi như mình. Đừng lo, hãy tới với shopfulit.vn. Bạn sẽ không có một chiếc tò buôi hơn, nhưng bạn sẽ hết chán nản khi muốn đích may mắn 20k, 50k. Vòng quay mùa hè, vòng quay bingo và vòng quay 50k. Bạn sẽ yêu đời hơn hay sẽ chìm sâu vào bế tắc? Hãy thử một lần xem sao. Dragon City Mopo Po Po 90%. Wow. Hello mấy cưng. Chào mừng mấy cưng đã quay trở lại với channel của Chúy. Chúy là Vũ Lít đẹp trai tò buê đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn ơi, mình quyết định kỹ rồi, cực kỳ kỹ càng. Đấy, đó chính là nếu như clip này đạt được 5.000 like thì ngay ngày mai mình sẽ làm tiếp một cái clip Dragon City cho anh em xem. Còn nếu như nó không được 5.000 like thì ngày kia mình lại ra clip Dragon City cho anh em xem nha. Bởi vì là hiện tại là mình phải chia vui cùng với những bạn anti fan của mình và những người yêu quý của mình ơi. Chúng ta đang trong cái khoảng thời gian gọi là tồi tệ nhất các bạn ạ. Kênh của mình nó đang mất đề xuất kinh khủng. Trời ơi, bây giờ nhá, xem xong cái video này thôi, nó toàn đề xuất có video khác. Đấy, những bạn nào mà xem quen các bạn sẽ thấy hiếm lắm mới có một bạn là nó vẫn đề xuất ra một clip tiếp theo của mình. Mình để ý rồi, mình có hỏi những người bạn của mình, những người xem YouTube khác là sau khi xem cái clip của mình xong thì nó có đề xuất ra clip tiếp theo của mình không? Thì sau khi mình hỏi tầm 7 người thì sẽ có tầm 6 người trả lời là không và một người là khó. Đấy các bạn ạ, một người là KO sắc đấy các bạn. Đấy, thì dạo đây mình đang rất là bế tắc. Đấy, vì thế mà các bạn ơi, hãy gọi là cùng với mình vượt qua cái thời kỳ khó khăn này nha. Còn những bạn nào đã ghét mình thì các bạn hãy cười lên. Bởi vì hiện tại là mình đã mất đề xuất đấy, cho nên là các bạn cứ cười mình đi. Cười ngày hôm trước hôm sau cười tiếp nha anh em. Rồi thì chúng ta sẽ tới với clip tiếp theo thôi anh em ạ. Thì hiện tại ở đây đang bán một cái con rồng mythical. Đấy, bình thường thì những cái dấu hiệu mythic của nó sẽ được đặt ở vai đúng không? Riêng con này thì nó được đặt ở trên cái vương miện anh em ạ. Cái con này nó thuộc dạng là Napoleon cởi chuồng 80 anh em ạ. Các bạn thấy này. Đó, thì con này nó giống như kiểu là hoàng đế Ai Cập hả mọi người? Nó kiểu như thế đấy. Con này là XO đấy anh em. Con rồng XO người đeo toàn vàng. Đó, và bây giờ mình mới phát hiện ra là mấy cái này mình ấn vào được anh em ạ. Hôm nay mình biết đấy. Thì sau một hồi sửa mãi không được cái kia, mình xóa hết, mình tải cái Bluestack mới nhất về. Thế là bây giờ mình lại liên kết được với Momo lại rồi anh em ạ. Nghĩ mà cũng tức. Bây giờ nó mất luôn cái sự kiện mua cái con kia rồi anh em. Ui, vậy là Dragon City đã được 8 tuổi rồi mọi người. Nó đang có một cái sự kiện nhìn rất là ngon, nhưng mà thực sự là không ngon lắm. Cái dương này là dương chúc mừng Dragon City 8 tuổi đúng không? Vậy là tỷ lệ nó sẽ ra chỉ ra rồng thôi anh em ạ. Tỷ lệ là chỉ ra rồng thôi nha. Có thể là sẽ ra Titan, có thể là ra những con khác. Và mình không biết là có đủ game để mua không. Cái chuyện đây tí mình sẽ tính sau nha. Thì kết thúc cái cuộc đua rồi. Thì không biết là trong đây có anh em nào phải vất vả đua lap 15 giống mình không? Đấy, mình đã phải vất vả đua lên lap 15, tốn bao nhiêu game và thời gian công sức mình cũng đua lên lap 15. Hình như đây là lần đầu tiên từ cái lúc mình chơi Dragon City mình đua lên lap 15 đấy anh em ạ. Đấy, mấy lần trước mình chỉ cần đua lên lap 12, 13 là mình lấy được con Heroic rồi. Cho nên là hình như đây là lần đầu tiên mình đua lap 15 luôn. Và thực sự là nó rất là mất thời gian các bạn ạ. Mấy cái lap cuối nó khó vãi cả đạn ra luôn. Và mình vẫn là hạng 2 nhá. Nói chung ấy là anh em đừng bao giờ khinh thường Weebu nữa. Bởi vì là những người Weebu người ta giỏi vẽ đạn ra. Đơn cử là cái bạn top 1 ở cuộc đua lần trước ấy, bạn đã đạt lớp 1 luôn, anh em thấy không? Top 1 luôn. Rồi, mình cũng không nhớ là bạn đã đua tới lap mấy nữa. Và chuẩn bị lại có những cái sự kiện mới này. Đấy, thì cái con rồng VIP Mythic hồi nãy là một cái con đầu tiên này. Sắp tới thì nó sẽ ra thêm một cái con rồng này. Tiếp theo là tới con rồng này. Rồi tới một con rồng VIP Mythic nữa. Và lại thêm một con rồng cầm cái này nữa anh em ạ. Nữ hoàng Ai Cập. Nhìn con này khá là giống với nữ hoàng Ai Cập.
Ngày xưa bạn nào có xem cái bộ truyện Nữ Hoàng Ai Cập không nhỉ? Mà có nữ hoàng sông Nin ấy, mình cũng chả nhớ nữa. Đó. Cái này là trong bộ truyện cái gì nhỉ? Yugi đúng rồi. Vua trò chơi thì nó sẽ có cái một lá bài nó có hình này này, hay là thậm chí ở trong cái một cái người bạn của Yugi cũng có một cái người bạn khá là bí ẩn, có hai nhân cách ấy, cũng đeo một cái này, đúng không nhỉ? Đấy, thì hay là trong những cái lá bài có một lá như này, nó có ghi chữ là hồi sinh. Đó, bạn nào mà có xem bộ phim Vua trò chơi sẽ biết cái đấy. Rồi thì rồi lại là mấy cái sự kiện này. Thì mấy hôm nay mình sửa mãi mới được. Thì bây giờ mình lại bỏ qua mấy con rồng vampire rồi. Tiếc ghê. Con rồng chột luồn này thì hình như mình có rồi các bạn ạ. Con gì đấy? Con mèo. Đã có chuột rồi giờ còn con mèo nữa. Rồi lại một con mèo nữa. Sao giờ mấy con này nó toàn lấy hình dáng của mấy con chuột với mấy con mèo vậy ta? Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch trái cây nha. Trời ơi, nó bị giật luôn này anh em. Vãi đạn. Và đây là lần đầu tiên mình đua lắp 15. Vì thế đây là một lần khá là đặc biệt đấy mình. Ủa, chắc là chờ tí đi à. Ui dồi ôi, đạn nó chờ tí thì nó xong luôn rồi các bạn. Vãi thật. Bây giờ mình chỉ còn tầm 266 game thôi. Hôm nào là mình đã phải nạp thêm cái gói nào ta? Hôm nào mình đã phải nạp thêm cái gói 347.000 để lấy cái này này mọi người. Đấy, lấy cái này mới đủ. Đấy anh em thấy không? Sửa mãi mới xong. Mình thì cũng tính là quay ở trên điện thoại cơ. À, nhưng mà bây giờ kiểu tải cái BlueStack mới là bắt đầu phải trồng lại mấy cây này. Nhưng mà bây giờ mình có một nhiều tiền rồi. Chắc là mình sẽ trồng cái cây này. Hoa ăn thịt kìa. Prinya. Chắc là mình sẽ trồng mấy cây 1 triệu thôi mọi người ơi. Trồng mấy cây 1 triệu thôi, bởi vì thực tế là bây giờ mình cũng không cần trái cây lắm. Trái cây bây giờ nó chỉ là phù du thôi. Mình cũng chỉ mong chờ khi nào nó có đợt giảm giá trái cây thì mình mua cho nó nhanh. Và mỗi lần mà cái cuối cuộc đua hết ấy, là chúng ta lại có thời gian để chúng ta tích tiền nha mọi người. Đó, anh em thấy không? Cứ mỗi lần mà có cuộc đua hết ấy, là chúng ta lại có thời gian nhưng mà tích tiền. Nghĩ mà tức. Mà không sao. Mấy hôm nay mình bị đau họng quá các bạn. Kiểu mình live stream nhiều ấy, với cả là mình làm clip nhiều cho nên là mình hơi bị đau họng. Vì thế mà chắc là mấy hôm nay ấy, mình sẽ không live stream nữa. Như hôm qua mình có một buổi live stream mình nói rồi, mình sẽ không live stream trong một thời gian. Rồi bao giờ mà mình cảm thấy đỡ hơn với cái họng của mình nhá, thì mình sẽ làm live stream tiếp cho anh em xem. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục trồng lại cái đống cây đã. Trồng xong đống cây này thì chúng ta sẽ review luôn cái con Heroic mới cho anh em xem nha. Đây, đây là cái cây cuối cùng mà mình cần phải trồng nè. Mình sẽ mất khoảng tầm 9 giờ cho một cái cây. Và hiện tại nó ra một cái tòa tháp. Không biết là có bạn nào giống mình không chứ mình là mình ghét chơi cái sự kiện tòa tháp này nhất luôn á. Bởi vì là cái sự kiện tòa tháp này thì tính ra cũng không cần phải chơi đâu anh em ạ. Các biết tại sao? Bởi vì là thường thì cái sự kiện tòa tháp sau khi nó kết thúc nhá thì nó sẽ lại cho chúng ta cái kia thôi anh em ạ. Sau khi sự kiện tòa tháp kết thúc thì con rồng Legend được bán ở trên tòa tháp nó sẽ free. À không phải, nó free mà nó sẽ bán với giá 300 mấy game ấy. Thì mình thấy nó khá là rẻ. Không biết là cái dương này có ngon không ta? Chúng ta thử chạy qua cái dương này xem thế nào ha. Ý mình là cái dương này này. Bởi vì là cái dương kia chúng ta lấy được hai con rồng Heroic. Cái dương này nhìn cũng có vẻ như có cái cục xanh xanh, dính một cái cục ngọc màu xanh ở bên trong. Mình nghĩ nó sẽ là một con rồng khá là xịn sò con bò. Cho nên là mình sẽ lấy. Ok. 2. Trời ơi. 1. 2. Mình sẽ lấy cái kia xem thế nào nha mọi người. Ok. Thực sự là mấy hôm nay cái kênh của mình nó mất đề xuất thì mình cũng rất là stress anh em ạ. Nhiều bạn ấy kêu là mày ơi sao mày cứ than thở, sao cái kênh của mày nó mất đề xuất thì mất đề xuất thôi. Có cái gì đâu mày phải than thở. Anh em ơi, đây là đứa con tinh thần của mình ấy mọi người. Mọi người hiểu không? Nó là đứa con tinh thần của mình ấy, mình không thể để mất nó được. Cho nên là nó bị mất đề xuất như kiểu là cái con đứa con của mình nó bị ốm ấy. Mình cảm thấy nó khó chịu trong người, bứt rứt đó. Lo lắng các thứ ấy các bạn. À, cái dương này chúng ta sẽ được 10 cái mảnh con rồng ở phía trên này này. Có phải con này không anh em? Hình như chính xác đấy, con ở trên đây rồi. Đúng rồi. Chính xác là ta được 10 mảnh của con này. Con rồng bà mẹ đơn thân giữ một cái con mèo máy Doraemon. Cái con này đeo cái vòng cổ giống con Doraemon, đúng không cả nhà? Rồi, và hôm nay sẽ là ngày chúng ta review con rồng Heroic mới. À, và nếu chúng ta vào BlueStack thì mình nghĩ là chúng ta có thể vào được bằng tất cả mọi thứ rồi các bạn. Đây, mình có thể qua từng trang một. Ngon. Đỡ bao nhiêu là đỡ luôn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem cái nhiệm vụ bang hội lần này sẽ là cái gì nhá. Đấy. Tòa tháp sụp đổ. Và chúng ta sẽ tới với cái tòa tháp mới. Và nó lại bắt chờ. Sao kỳ vậy, cái này nó cứ bắt kiểu chờ nhá.
Nhưng mà thực sự vào thì nó vẫn là bắt làm anh em ạ. Chắc là chờ một hai hôm gì đấy. Mình không rõ lắm. Ui, cái gì? Lại là cái nhiệm vụ like dòng Heroic. Thôi cái nhiệm vụ này anh em coi như bỏ qua nha. Bạn nào like được con này thì chứng tỏ là nhân phẩm các bạn cực kỳ cao. Nhưng mà mình á, cuộc đời của mình á, nó rất là đen, xuyên ra ăn gậy. Cho nên là mình nghĩ là mình không đỏ đến mức độ mình có thể like ra được một con Heroic đâu. Cho nên là anh em đừng có bảo mình like ra các bạn ạ. Like ra cái con Heroic đây đi. Nhưng mà nếu bạn nào like được thì các bạn cứ comment ở dưới nhá, để mình lấy cái động lực mình like. Đây, con này là mãng xà vương nhá mọi người. Mình sẽ đặt tên con này là mãng xà vương hay mãng xà đất gì đấy. Bởi vì con này là một con chăn đất, không phải con hổ mang đất các bạn ạ. Nó là kiểu một loại rắn đôi chuông à, hay là rắn hổ mang gì đấy. Mình nghĩ là nó sẽ là rắn hổ mang các bạn ạ. Nhìn nó khá là giống một con rắn hổ mang ha. Rồi, con này nó chung chuồng với con rapper đúng không? Ủa, nó chuồng nó ở đâu vậy ta? Mình nhìn nó đâu đó quanh đây thôi mà. Bây giờ mình tìm thì không thấy nó đâu nữa này mọi người. What the heck? Nó đang chui ở đâu rồi? À đây rồi, thấy rồi anh em. Nó chung chuồng với con phượng hoàng các bạn ạ. Đây, nhìn khá là ngầu. À, chỉ gồng vậy thôi à? Mình sẽ đặt tên con này là mãng xà vương nha anh em. Không biết là anh em có tên nào đẹp hơn không? Nếu anh em có tên đẹp hơn thì em có thể đặt cho mình nữa nhá. Đây, mãng xà vương. Mình sẽ cho lên cấp 10 để tiến hóa thứ nhất nhá. Đó, nó đeo một cái cục ruby ở cổ kìa các bạn. Nhìn khá là ngầu. Đó, 7 này, 8, 9 và 10. Đó. Ui rồi. À, nó cũng gồng lên nhưng mà nhìn thế này nó sẽ ngầu hơn các bạn ạ. Sorry mọi người nhá, hôm nay mình hơi đau họng nhưng mình nói chuyện nó không gọi là to được, rõ ràng cho anh em nghe được. Anh em thông cảm nhá. Nó còn bị mắc cái cục đờm ở cổ họng nó cơ. Khó chịu vãi đạn. Có bạn nào mà nói nhiều mà bị cái cục đờm nó dính ở cổ họng không? Khó chịu vãi đúng không? Ôi, nó chỉ có tuyệt chiêu gồng lên vậy thôi. Và cái skin nó nhìn rất là ngầu nha. Skin nó thì là một skin áo giáp vàng. Nhưng mà thật sự ấy, mình đua lắp 15 mình đã thấy khó rồi. Nhưng mà cuộc đời thật lắm bất công. Thằng thì đua loay cả mắt ra mới lên được lắp 15. Thằng thì đi mượn nick hack mà mọi người vẫn bảo vệ là anh ấy không hack. Đã gọi là chỉ cần nằm chơi sơi nước thôi cũng lên được lắp hai mấy, 29, 30 gì đó. Sau rồi mồm thì luôn luôn gọi là hùng hồn tuyên bố ấy, mọi người là anh em đừng bao giờ xài hack nhé, bị ban đấy. Chỉ anh xài hack thôi, các em không được xài, ok? Anh xài được còn các em không xài được. Đấy, nếu mà anh xài được thì tại sao anh không gọi là chỉ các em để các em biết xài, đúng không? Các bạn phải qua các bạn hỏi anh mình. Anh mình sẽ hướng dẫn các bạn. Phải hỏi anh mình để anh hay mình hướng dẫn anh em hack. Đấy, cho anh em hack mạnh lên. Cho sập cái game này đi, để mình nghỉ cái game này. Chứ mình thấy mình chơi game này nó đây là một cái tựa game mà không công bằng nhất từ trước tới nay mình chơi. Không biết các bạn thấy thế nào, chứ mình thấy cái game này là một cái game không công bằng. Những cái thằng nào mà hack thì cứ nhởn nhởn nhơ nhơ, mồm thì lúc nào cũng khuyên anh em không hack, trong khi bản thân mình lại hack. Nhưng mà nó cái vấn đề nó không thối anh em ạ. Thật, cái vấn đề nó không thối lắm. Thà bạn hack đi rồi bạn nói bạn hack đi thì như vậy thì nó cũng là cái chuyện bình thường đúng không? Mình hack thì mình nhận hack, là mình là một người gọi là cũng gọi là biết nhận lỗi, không phải biết nhận lỗi đó mà người nói thật. Đấy, nhiều người người ta gọi là mồm thì luôn luôn là anh em phải ăn chay, phải niệm Phật, phải làm việc tốt, làm việc thiện, trong khi mình thì hack, xong cái người ta hỏi thì lại từ chối. Cái hệ loại đó thì người ta gọi là hệ loại gì à mọi người? Đấy. Nghĩ mà mình không ngờ trên đời này còn có nhiều người nhân cách thấu tha đến mức độ đấy nữa, thối tha đến mức độ đấy. Bây giờ nhá, mình ấy, dù mà mình có bị trừng phạt thế nào đấy nữa, mình có bị mọi người gọi là chửi rủa thế nào chăng nữa, nhưng mà mình cũng không thể nào để cái tựa game nó bị một con người thối tha như vậy nó làm nhục được anh em ạ. Nghĩ mà tức ấy, mình nghĩ là mình tức ói máu luôn đấy các bạn. Đó, mà con nhiều bé gọi là bé 6-7 tuổi qua cứ bảo vệ là anh trai của anh không có hack đâu, anh đừng có đổ oan cho anh trai của anh. Thật chứ, mấy bé tội nghiệp vãi các bạn. Con bé đã bị kiểu bị dắt mũi rồi, khổ vãi đạn ra luôn. Nghĩ mà tội nhưng mà không biết làm gì nữa. Nhiều khi mình muốn lên tiếng thì mình lại bị chửi á, thằng Vũ Lít ngu, nó không biết cái gì đâu. Thề nghĩ lại mà cũng buồn anh em ạ. Ủa, lại bị bóp chim rồi. Cuộc đời của Vũ Lít là liên quan đến
Mà cái con này nó bé tí đã đi bóp chim rồi. Thốn thực sự luôn anh em ạ. Đó. Tuyệt chiêu. Con hỏa long ace của mình đã lên được B rồi. Không biết là bao giờ thì nó sẽ lên được A cộng đây. Nhưng mà thôi, cứ luyện nó từ từ thôi các bạn ạ. Luyện nó từ từ thì kiểu gì nó cũng sẽ lên A cộng thôi. Bây giờ còn bé, nhưng mà từ từ thì sẽ mạnh sau. Sorry anh em, mình vừa skip vào đoạn nhá. Mình vừa bị hắt xì nè. Cái mũi của mình nó tắc rồi. Đấy. Mấy hôm nay mình cứ bị bệnh hoài à, khổ lắm. Cái kênh nó đã mất đề xuất thì chớ người lại còn bị tâm bệnh nữa. Bây giờ nhá, kênh của mình nó mà có đề xuất lại, mình nghĩ là mình sẽ nói chuyện nó vui tươi hơn. Với cả là mọi thứ nó sẽ tuyệt vời hơn, chứ không có ủ rũ như này. Nhưng mà thôi, cuộc đời phải có lúc này lúc nọ chứ mọi người. Lúc nọ lúc chai, lúc lên voi lúc xuống chó. Nhưng mà công lý thì luôn luôn phải giành chiến thắng những giữa những cái xấu cho mọi người. Mọi người hãy nhớ như thế. Rồi ok, và chắc là mình sẽ dừng cái clip ở đây thôi. Và nếu các bạn thấy thích những clip The Lego City của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chỉ là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giờ phút này. Nếu các bạn yêu quý mình, đừng quên bấm like nha. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.